Hello anh em nhé. Ôi, lại là mình đây. Thì quay trở lại với anh em Series chế tạo Ferrari 488 của Tàu Bờ. Hôm nay bọn mình đang đi vào những cái công đoạn cuối cùng để tạo cái bề mặt. Thì xoay cho anh em xem này. Anh em nhìn xem. Anh em xem. Đấy. Em thấy ổn chưa? Quá chuẩn luôn anh em. Đây là cái góc này. Trong đoạn bò đây nhé. Đó. Cơ bản đây nó khá là ok anh em ạ. Đây là phần cánh gió bên dưới nhé. Là sau đuôi của Ferrari. Mình phải mài đi mài lại. Mình cơ này trông á. Chỗ có bả này, chỗ không có bả này. Thì chỗ không có bả đó là composite, chỗ bả là những chỗ bị thiếu của mình đắp bả vào thì tạo cái bề mặt này. Đến lúc bọn mình làm cái phủ lớp sơn lót lên thì nó sẽ đồng nhất một màu nhé, và nó sẽ liền mạch hơn. Trông con này trong hình thức thì hơi bị xấu xấu chút, tại vì nó hoa này, chỗ vàng chỗ đen này. Đấy, con này thì nó chưa ok mấy không anh nhá, nhưng mà sẽ phải ok. Đó, anh em nhìn xem đoạn này bọn hình nhá, cái vuốt đẹp chưa, nhìn góc ngang này, nhìn cái bọt chưa. Đấy. Bọn mình nhìn ở góc ấy, thì bọn mình dùng cái máy này nhé, những góc cạnh nhỏ nhỏ thì dùng cái quả máy này nè. Đây anh em nhé, anh em sắp tới bật lên góc này nhỏ luôn luôn nó cạnh máy dùng là luôn nó cạnh nhỏ nhé, nó là uy tín anh em. Đây mình làm cái phần kính này, mình vừa đắp thêm loại vào cho nó trông nó kiểu cứng cáp hơn, cái kính này đến từ nhìn từ xa nó sẽ liền mạch hơn. Đây là cái phần đắp lô này và mình có cắt ra nhá, cắt ra cái kiểu đánh cánh này để lúc mình đắp giòn cao su, giòn chữ U ấy thì nó sẽ ok hơn. Kính thì ok rồi, anh em xem những kính TV thì thấy một cái viền kính ok chưa, quá ok luôn. Đoạn cấp Ferrari quả đèn này thì bọn mình nếu bộ là quả đèn nó biết thiết kế kiểu gì đấy, thì có bạn bộ là nhờ người cái gì thổi thủy tinh, thổi thủy tinh để thổi cái quả đèn như này, nhưng mà không biết có ở đâu có người thổi được vậy không. Thì anh em cho mình xin ý kiến nhé, này mình không biết phân vân là đang nghiên cứu quả giải quyết để mà chế tạo cái quả đèn này nó kiểu gì nó hợp lý. Mình đang định dùng là mica anh em ạ, phương án mình đã ra là dùng mica để phủ hai đèn hai bên này. Đó, dùng mica bên trong mình sẽ đèn bi cầu đoạn này, trên này sẽ đèn một vài cái đèn nữa, đèn sinh nhan nữa thứ ấy, Ferrari nó vậy mà. Ở đây một cái đèn bi cầu bên này, mấy cái đèn nữa kiểu dùng để dùng nhan như kiểu ấy. Thì không biết là anh em cho mình ý kiến nên là thao tác bằng mica hay là có cách nào khác, thì còn mình thấy nếu mà thổi thủy tinh thì hơi khó nhỉ, ở đây không biết có ai thổi không, tại vì mình không biết ấy. Thì không biết nếu mà thổi thủy tinh thì sẽ được cái đèn trong hình thức nó chuẩn hơn. Mica thì mình nghĩ là nó tạo độ phẳng thì nó hơi khó, độ cong hơi khó nhỉ, nó thẳng quá. Đấy. Còn nó kính thì không biết kiểu gì thiết kế như vậy, tại vì con đèn này nó đặc trưng, nó là đèn định kiểu có dài dài kiểu vậy, nó không đèn tròn như của xe bình thường, hơi khó. Đấy. Đây là phải tìm cách giải quyết không hiểu kiểu gì. Đấy.
gờ kính đẹp chưa anh em, nhìn thấy gờ kính một uy tín chưa, có uy tín tôi đánh gờ kính đẳng cấp anh em nhìn đi. Đấy nhá, là anh em có ý kiến gì về cái phần đèn này thì có thể giúp mình nhé, mình đang hơi khó khăn cái phần đèn này, không hiểu kiểu gì, không hiểu kiểu gì mà không biết kiểu gì để mà hợp lý đấy, nói chung là sẽ phải từ từ đánh nhau. Trông em nào mình đang sửa nọ sửa kia, bảo nó nọ bảo kia vào thì nó trông nó hơi bị nhem nhem tí, cái màu trắng này ấy, màu trắng em nhìn thấy này, đó là cái bả mịn đấy em ạ, à, bả láng mình mua trên mạng nên là nó hơi khác màu so với cái bả vàng này, bả vàng mua gần nhà thì nó có cái màu vàng, quan trọng nhất vẫn là cái bề mặt anh em ạ, không quan trọng cái màu nhà bên trong này đâu, chúng ta mình phải phủ lớp phê lót lên, chúng ta mình phủ lớp phê lót lên thì nó sẽ đồng nhất nhá, thì nó không còn cái chuyện mà kiểu nhem nhem như này nhá. Mình đang dùng mài nước anh em, mài nước thì để là độ tạo độ bóng anh em, tạo độ mịn mịn nhờ chưa bóng được, đang tạo độ mịn. Anh em thấy uy tín của đạo đèn chưa, quá uy tín luôn, đây là cái đèn xinh nhan sau nhé, cũng khá là kỳ công để mà thiết kế bọn đèn này. Anh em có ý kiến gì hay ho thì nhớ phải comment ủng hộ mình. Quả động cơ kia thì trông chất vậy, mấy đứa sẽ được nâng cấp động cơ khủng hơn, động cơ chủ tính là lên động cơ Z1000 đấy anh em. Anh em thấy động cơ Z1000 có ổn hay là động cơ nào thì ổn thì anh em ấy cho mình xin cảm nhận của anh em nhé, và mình định sau này có ổn định làm xong để đế anh sẽ lên cho nó động cơ Z1000 anh em, cho chất luôn. Anh em thấy ít thế nào, có uy tín anh em nhỉ, nếu mà lên được có giá 1000 thì uy tín luôn. Còn mâm của lốp này mâm nước mình sẽ phải xử lý lại nhá, để gọi ra đánh trà lại quét các thứ lại để cho đẹp nhá, để cho nó như zin luôn, gầm cũng phải làm luôn, sẽ phải mua tôn mỏng để làm gầm anh em, nó gầm thì sẽ làm nội thất nữa để cho nó kín nếp khớp lại. Còn ở giữa này cái khoang đằng sau bên trên quả máy đằng sau này mình đang định là chế động cơ giả lên anh em ạ, chế động cơ giả lên trên đấy chứ chất luôn được anh em, cái tí đâu đấy nhá anh em, nếu mà thấy uy tín thì ấy ủng hộ mình mạnh nhá, mình quay clip nói chuyện anh em một chút đâu nhá, bye anh em nhá.